Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Khánh NV Channel. Ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tip, những cái thủ thuật ở trong Sukuk 2022 nha các bạn. Những cái tính năng mới mà giúp ích cho chúng ta ở trong 2022, mình sẽ lọc ra một số tính năng mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì hiện tại đây thì mình đã cài cái bản Sukuk 2022 bản Prime 1 thôi ha. Rồi thì các bạn nếu như các bạn muốn cài Sukuk 2022 thì sang hôm sau thì mình sẽ là gửi cái link cho các bạn cài trên cái phần mềm của chúng ta luôn ha. Rồi, đối với Sukuk 2022 nó sẽ sắp ra mắt, nó sẽ có nhiều cái cải tiến mới để giúp cho các bạn có thể làm việc thông minh hơn, làm việc nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nó sẽ có nhiều tính năng mới mà các bạn không thể bỏ qua được. Và hôm nay thì mình sẽ lọc ra một số tính năng giới thiệu cho các bạn. Mỗi năm thì các bạn phải đối mặt với những cái thách thức mới, và các bạn lại nhận ra rằng là cái cách làm việc của và những cái công cụ hiện tại của các bạn vẫn chưa đủ tốt để các bạn có thể dễ dàng giải quyết nó một cách nhanh chóng, đúng không ạ? Có những cái công cụ nó còn hạn chế làm cho chúng ta không thể giải quyết những cái bài toán khó hơn đấy. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tính năng mới trong phiên bản Sukuk 2022 mà mình đã chọn lọc ra. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ là đến với cái tính năng đó là phím tắt. Thì ở đây đối với bất kỳ một phần mềm thiết kế nào thì chúng ta thường là hay cài đặt phím tắt, đúng không ạ? Để giúp cho các bạn có thể làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Rồi, đến với Sukuk 2022 thì chúng ta sẽ có phím tắt như thế nào? Ở đây thì mình sẽ tạo một cái phác thảo mới. Rồi, mình sẽ tạo một cái phác thảo mới trên Sukuk 2022 nha các bạn. Rồi, trên này thì mình sẽ chọn New trên mặt phẳng Font. Yeah. Cái phím tắt đầu tiên ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là khi mà các bạn gọi chữ S. Đó, khi mà các bạn gọi chữ S thì thay vì các bạn sẽ cài các cái phím tắt ở trong cái mục Customize, đúng không ạ, như là bình thường các phiên bản trước đây, hoặc là các bạn sẽ là điều hướng chuột, thì bây giờ đối với phím S các bạn có thể là gõ câu lệnh phím S ra để lấy các cái câu lệnh trên cái thanh phím tắt nhanh ở đây. Giờ thì nếu ở trước đây thì các cái muốn là đưa được các cái câu lệnh ra thì các bạn phải là set ở trong phần Customize, các bạn phải chọn ra đây trước, đúng không ạ? Rồi một cái điều nữa ở đây thì bây giờ Sukuk 2022 nó sẽ cho phép bạn này gõ các cái câu lệnh mà các bạn cần muốn lấy ra ở trên này ha. Các bạn cần muốn lấy các cái câu lệnh ra ở đây thì các bạn sẽ là chỉ việc là gõ các câu lệnh đó. Ví dụ ở đây mình sẽ lấy một cái câu lệnh mình gọi là chữ mirror chẳng hạn ha. Mirror thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho chúng ta cái câu lệnh mirror. Và đây thì đối với những cái người mà bắt đầu là mới sử dụng Sukuk thì về cái giao diện Sukuk thì nó có những cái câu lệnh mà chúng ta không biết nó nằm ở các vị trí nào, đúng không ạ? Đó, những người mới thì thường chúng ta sẽ khó khăn về cái việc mà chúng ta tìm kiếm các câu lệnh để thực hiện nó. Nó trở lên là nhiều lúc là sẽ có nhiều người sẽ nói là cái phần mềm Sukuk khá là khó sử dụng. Nhưng mà bây giờ càng ngày Sukuk nó càng cải thiện các cái giao diện, bây giờ nó sẽ rất là trực quan. Hoặc là bây giờ đúng không, các bạn chỉ cần là gõ tên các câu lệnh ra thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn ở trên này. Được chưa? Câu lệnh mirror ở đây thì các bạn sẽ cần chỉ cần là bấm vào con mắt này, bấm vào con mắt thì ngay lập tức phần mềm nó sẽ chỉ cho các bạn câu lệnh mirror nó nằm ở chỗ nào ha. Thì đây trên giao diện Sukuk đây nó sẽ chỉ lên đây và câu lệnh nằm ở đây. Rồi, hơn nữa ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở đây. Ví dụ mình gõ câu lệnh mirror ra đúng không? Bây giờ chúng ta thường hay gõ phím S. Gõ phím S để kêu các câu gọi các cái câu lệnh ở trên này, đúng không ạ? Thì bây giờ làm sao để chúng ta ép được cái câu lệnh mà chúng ta hay dùng vào trong cái thanh phím tắt nhanh ở trên này luôn, thay vì chúng ta phải vào trong này customize từng cái phím tắt mà các bạn hay dùng, bạn đưa ra đây. Thì bây giờ các bạn cần cái câu lệnh nào thì các bạn sẽ lấy câu lệnh đó thôi. Rồi các bạn gõ ở đây đúng không? Ví dụ mình cần lấy câu lệnh mirror, được chưa? Thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu cộng ở trên này, insert command, insert command ha. Các bạn sẽ chọn vào đây thì ngay lập tức cái câu lệnh này nó sẽ là nhảy vào cái thanh phím tắt nhanh ở trên này luôn. Đó. Rồi, thì đó là cái tính năng thứ nhất mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về phiên bản Sukuk 2022, đó là phím S ha. Giờ đây nó có thể là chúng ta giúp chúng ta có thể search những cái câu lệnh trên này và có thể đưa những cái câu lệnh đó vào thanh phím tắt nhanh. Ok chưa? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu lệnh Layer Button Sketch. Ở trên này thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái đối tượng ở trên này, ví dụ mình sẽ có một cái hình tròn này. Rồi,
Tiếp theo, ở trên này thì mình sẽ vẽ một cái đường dẫn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ là vẽ một cái trục dẫn ở trên này, đường dẫn ở đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ muốn button cái lộ tròn này, cái đối tượng này đi theo theo một cái hướng, là đó là cái hướng theo cái tạch mà mình tạo ra ở đây, được chưa? Đoạn thẳng mình tạo ra ở đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thực hiện câu lệnh layer button sketch ở trên này ha. Rồi ở đây, thì trước đây những cái phiên bản SOLIDWORKS 2021 từ trở về trước thì ngay lập tức phần mềm ở trên phần Direction 1 hoặc là Direction 2 thì nó sẽ chọn ngay cái trục X hoặc là trục Y, có nghĩa là mặc định của nó sẽ là chọn ngay trục X theo hướng nằm ngang này hoặc là thẳng đứng hoặc là thẳng đứng, chứ nó không cho phép chúng ta là chọn thêm một cái hướng nghiêng đó. Chỉ ở bên môi trường là môi trường Park hoặc là môi trường Assembly thì nó mới cho phép chúng ta là chọn thêm một cái hướng nghiêng, một cái hướng nào đó mà chúng ta có thể set ra ha. Nhưng mà ở trong cái môi trường 2D Sketch này thì nó không cho phép chúng ta thực hiện là pattern theo một cái hướng như này. Nhưng mà bây giờ đối với SOLIDWORKS 2022 nó sẽ cho chúng ta là pattern theo cái hướng như này, được chưa? Giờ ở đây mình sẽ thực hiện luôn và mình sẽ chọn đối tượng này, chọn vào đối tượng, được chưa? Ở trên này bây giờ trước đây là mình không có sửa được cái trục ở trên này đâu ha. Giờ ở đây thì các bạn sẽ là clear đi. Giờ SOLIDWORKS 2022 thì các bạn sẽ clear đi và bạn chọn vào cho mình cái trục này. Rồi, ở trên này ẩn đi thì các bạn sẽ biết một cái điều đó là cái số ha, con số button ở đây nó đang là 1. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng lên, button tăng lên. Ok. Và mình sẽ tăng cái khoảng cách lên. Ok chưa? Điểm kích thước luôn. Ví dụ ở đây mình sẽ button 5 đối tượng ha, với khoảng cách là 20. Rồi, chúng ta sẽ ok đây. Đó, thì một cái điểm mới ở trong SOLIDWORKS 2022 là nó cho phép chúng ta thực hiện câu lệnh layer sketch button với một cái hướng nghiêng ha, với một cái hướng nghiêng ở trên này. Giờ đó là một cái điểm mới trong SOLIDWORKS 2022 mà mình muốn gửi gắm cho các bạn ha. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có, ví dụ ở đây mình sẽ tắt đi. Mình sẽ qua một cái tip thứ 3. Cái tip thứ 3 ở trong này ha. Đối với câu lệnh mirror, bây giờ bên môi trường SOLIDWORKS 2022 thì nó sẽ thực hiện như thế nào, có những cái điểm gì khác biệt ha. Rồi, ví dụ như các bạn có thể thấy ở trên này, thì ở cái ngay cái dạng này đúng không ạ, mình sẽ thực hiện một cái câu lệnh x chút cắt ở trên này. Ở đây bình thường thì đối với những cái phiên bản mà 2021 trở về trước thì chúng ta phải thực hiện, ví dụ ở đây mình muốn là mirror, mình tạo một cái lỗ cắt ở đây, dạ, sau đó mình muốn mirror nó qua bên này, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ chọn một cái mặt phẳng ở đây và thực hiện câu lệnh mirror, đúng không ạ, mirror qua đối tượng bên này. Nhưng mà chúng ta không thể mirror nhanh một lúc là được qua cái chọn cả mặt phẳng qua bên này và chọn cả mặt phẳng qua bên này luôn trong cùng một câu lệnh, mà chúng ta ở cái trường hợp này chúng ta phải thực hiện hai câu lệnh. Thì ở đây mình sẽ thao tác lại cho các bạn xem ha. Đây, ví dụ như trước đây thì mình sẽ là thực hiện câu lệnh đó là mirror này, chúng ta sẽ chọn vào ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào mặt phẳng, ví dụ mình muốn mirror qua bên đây thì chúng ta sẽ chọn mặt phẳng qua. Ở cái mô hình này thì cái mặt phẳng nó đang là ở chính giữa ha. Rồi ở đây thì mình sẽ Feature to Mirror, mình sẽ chọn vào đối tượng cần mirror, chưa? Đó, view qua đây. Rồi trước này thì chúng ta chỉ mirror trong cùng một câu lệnh mirror thì chúng ta chỉ chọn được một cái mặt phẳng đối xứng, chưa? Đó, thì ở đây mình thực hiện là câu lệnh mirror. Tiếp theo bây giờ mình muốn hai cái đối tượng này có ở bên này nữa thì mình phải thực hiện một câu lệnh mirror nữa, đúng không? Thì mình sẽ phải thực hiện một cái câu lệnh mirror nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái đối tượng này. Đó, thì chúng ta phải thao tác hai lần, đúng không? Đó. Và đối với những cái mô hình và những cái đối tượng mà chúng ta có nhiều cái dạng là đối xứng này thì chúng ta thực hiện câu lệnh mirror rất là nhiều, đúng không? Thì thay vì chúng ta phải mirror hai lần như thế này thì đối với SOLIDWORKS 2022 giờ đây các bạn chỉ cần mirror một lần thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ chọn câu lệnh mirror này. Rồi ở trên này thì các bạn có thể thấy ở trên này phần mềm SOLIDWORKS 2022 nó sẽ cho phép các bạn thêm một cái option. Đó, các bạn sẽ chọn thêm được một cái option mới, đó là có thể chọn thêm mirror qua thêm một cái mặt phẳng hoặc là một cái face nữa ha. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ sổ cái mặt phẳng này ra. Đầu tiên thì mình sẽ mirror đối tượng của mình này. Mình sẽ chọn mặt right. Và mình chọn vào đây cho các bạn có thể view cho dễ ha. Rồi, tiếp theo bây giờ mình muốn là mirror cái hai cái đối tượng bên này qua bên này nữa. Ha, thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào cái biểu tượng này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình font.
Thì có phải là trong một câu lệnh bây giờ các bạn bây giờ có thể là mirror qua hai cái mặt phẳng, hai cái mặt phẳng đúng chưa? Có vẻ nhanh hơn chưa ạ? Rồi, ok, thực hiện đây. Thì mình chỉ cần là thực hiện một câu lệnh mirror mà mình có thể là mirror qua được là hai cái mặt phẳng cho bốn cái đối tượng ở trên này luôn. Thì ở trong này phần này không nói đến cái câu lệnh mà layer button đó ha. Layer button đó là khi mà chúng ta biết được cái khoảng cách hay kích thước. Ở đây thì có những đối tượng chúng ta chỉ cần là mirror thôi. Đấy, các bạn đừng có nhìn vào cái mô hình này nó thấy đối xứng mà có cái khoảng cách thì các bạn sử dụng button nhanh hơn các lệnh mirror của mình nói ha, để không bắt mình những cái vấn đề đó. Rồi, đến với cái thủ thuật tiếp theo, cái thủ thuật thứ tư mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là câu lệnh session view. Câu lệnh session view ở trên này ha, giúp cho chúng ta có thể là giúp cho chúng ta có thể xem các cái mặt cắt của các vật thể trong cái môi trường park hoặc là môi trường assembly. Rồi, để chúng ta có thể là dễ dàng view các cái dạng biên dạng như trụ thì SOLIDWORKS 2022 nó đã cho phép chúng ta một cái câu lệnh mới. Ví dụ ở đây thì mình sẽ là thao tác cho các bạn xem ha. Mình sẽ chọn câu lệnh đó là session view. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh session view. Đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn trước. Bây giờ mình muốn là mình cắt cái mặt, cắt cái biên dạng trụ này ra để mình xem cái biên dạng trụ ở phía trong này nó sẽ có biên dạng như thế nào. Đúng chưa? Thì mình muốn view thôi, thì mình chỉ cần là thực hiện câu lệnh session view. Nhưng mà đối với những cái phiên bản trước đây thì chúng ta phải kéo này, các bạn sẽ xem mình thao tác ha. Chúng ta phải kéo đến cái đối tượng đó, và bây giờ mình muốn là cái chi tiết cái mặt phẳng này nó nằm chính giữa của cái trụ này thì bắt buộc mình phải kéo và mình căn chỉnh, đúng không ạ? Mình bắt buộc mình phải kéo và mình căn chỉnh. Đúng chưa? Và nhiều lúc thì chúng ta còn phải xoay làm sao cho nó phù hợp nữa, đúng chưa? Rồi. Nhưng mà đối với SOLIDWORKS 2022 giờ đây nó đã hỗ trợ cho chúng ta thêm một cái tính năng mới, một câu lệnh đó là session about axis. Đây. Session about axis ha. Các bạn sẽ chọn vào cái dạng này. Dạng thứ tư này là trong phiên bản SOLIDWORKS 2022 nó mới có nha các bạn. Ha. Bây giờ mình muốn view là cái biên dạng trụ này nó có những cái đối tượng gì, cái biên dạng nó như thế nào thì các bạn chỉ cần chọn vào cái mặt này. Đấy, thấy chưa? Thì ngay lập tức nó sẽ cắt ngang cái trục của các bạn luôn ha. Cái trục của các bạn luôn. Rồi ở đây thì các bạn chỉ cần xoay thôi. Các bạn muốn là cắt nó như thế nào, đúng không? Thì chúng ta có thể thực hiện cái câu lệnh session view này để là xem view các biên dạng này một cách đơn giản và nhanh chóng. Thì đối với trong phiên bản SOLIDWORKS 2022 nó đã hỗ trợ cho chúng ta cái tính năng này ha. Rồi, ok. Đấy, ta sẽ tắt đi. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bên môi trường assembly. Bên môi trường assembly thì năm nay SOLIDWORKS 2022 nó sẽ có những cái tính năng gì. Thì đối với những cái môi trường assembly phiên bản SOLIDWORKS năm nào nó thường là bây giờ nó sẽ là thường hay là cải tiến về cái hiệu suất đồ họa. Các bạn thường là làm việc với SOLIDWORKS thì các bạn mở những cái mô hình lớn lên thì nó sẽ hay bị là rất là lag và mở rất là chậm, đúng không ạ? Đó. Và nhiều khi chúng ta chỉ cần là view thôi, mở bản vẽ lên để view, để xem thôi. Hoặc là chúng ta là một người đi check bản vẽ, hoặc là chúng ta mở file lên để cho khách hàng xem. Nhưng mà một cái file mà chúng ta mở lên như vậy nó load rất là lâu, hoặc là các bạn phải mở lên trước đó, đúng không ạ? Để cho người xem thì bây giờ các bạn phải mở lên load cho trước đó để cái máy tính của các bạn ổn định một chút. Đó, thì đến cái lúc đó thì chúng ta có thể là view bản vẽ hoặc là cái mô hình chúng ta mới mở được. Rồi, thì đối với cái SOLIDWORKS 2022 năm nay thì với cái chế độ Lagi Design View được giới thiệu ở các cái bản phát hành trước, giúp cho chúng ta có thể là mở được các cái bản vẽ một cách nhanh chóng. Nhưng mà điểm mới trong SOLIDWORKS 2022 năm nay là đó là cái chế độ Lightweight Design View. Bây giờ đây chúng ta có thể mở được cả bản vẽ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái mô hình assembly lên ha. Mình sẽ mở một cái mô hình assembly lên. Ở đây thì mình sẽ có những cái mô hình mình mở sẵn rồi. Ví dụ ở đây thì mình sẽ có một cái mô hình assembly, đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn hoặc là mở một cái file assembly trong trạng open như vậy, các bạn chọn vào file. Rồi các bạn sẽ chọn vào cái file đó, và sau đó ở bên môi trường này thì các bạn sẽ sổ phần này ra. Các bạn chọn cho mình với cái chế độ là Lagi Design View ha, Lagi Design Review. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cho mình chế độ này, sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình open. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ mở cái mô hình này lên.
Các bạn có thể thấy đối với những cái mô hình này, chúng ta sẽ mở dưới cái chế độ Lagi Design View này, nó sẽ rất là mượt ha và rất là nhanh. Rồi ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng view. Đây là một cái mô hình mình mở là cũng là ít chi tiết thôi, khoảng 90 mấy chi tiết thôi ha. Thì các bạn sẽ áp dụng đối với cái chế độ Lagi Design View này, chúng ta mở những cái mô hình lớn mà khi mà phần mềm chúng ta là mở lên nó theo một cách thông thường dạng chế độ đó là resource thì nó sẽ rất là nặng, nó sẽ rất là nặng ha. Rồi ở đây thì trong cái điểm mới trong Sunwork 2022 với chế độ Lagi Design View này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là nó có thể mở được các cái bản vẽ drawing. Thì các bạn sẽ ở đây ha, các bạn kích chuột phải vào đây, bạn sẽ chọn cho mình Open Drawing. Ở đây thì nó sẽ mở lên với chế độ là Detailing Mode ha, với chế độ là Detailing Mode. Thì trước đây các phiên bản trước đây khi mà các bạn mở lên các cái mô hình là để view lên này, dưới cái chế độ là Lagi Design View này thì phần mềm nó sẽ không cho phép chúng ta mở các cái bản vẽ trong này. Đó, không cho phép chúng ta mở các bản vẽ trong này. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn mở cái mô hình này lên và chúng ta mở thêm cả cái bản vẽ để view là dạng là Explore View chẳng hạn, hoặc là các hình chiếu của mô hình tổng thể này thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta làm sao? Dạ, thì trong Sunwork 2022 bây giờ nó sẽ cho phép chúng ta cập nhật thêm cả cái dạng Detailing này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ click Open này, nó sẽ mở lên cho mình. Và mở dưới chế độ là Detailing View này, nó cũng là dạng là mở để view với cái tốc độ nhanh nha các bạn ha, với cái tốc độ nhanh và nó rất là hạn chế cái tình trạng mà bị lag giật ha. Giờ đây thì mình cũng có thể mượt mà mình kéo zoom ha, zoom lên Khánh NV Channel ha. Rồi đấy là một cái tính năng mới ở trong phiên bản Sunwork 2022 khi mà chúng ta mở với chế độ Lagi Design View thì chúng ta có thể mở được cái bản vẽ của nó luôn ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ tắt cái thằng này đi. Tiếp theo không những ở trong cái chế độ Lagi Design View, bây giờ chúng ta có thể mở bản vẽ mà bây giờ mình có thể là ở trong này nó bây giờ nó sẽ hỗ trợ ha. Các bạn sẽ click chuột phải ở đây này, bạn sẽ sổ bản này ra. Thì năm nay Sunwork 2022 nó đã hỗ trợ cho các bạn thêm hai chế độ ở trong này, đó là Lightweight và chế độ Resort ha. Thì các bạn có thể là mở được hai cái chế độ này nữa. Trước đây thì nó chỉ có dạng là mở lên dưới dạng là Lagi Design View thôi. Được chưa? Lightweight là cái dạng mà có cái chiếc bút lông gà đấy ha. Các bạn xem mở những cái mô hình lớn thì nó sẽ set về cái chế độ Lightweight này. Chưa? Giờ đây thì mình sẽ muốn mình chỉnh sửa đúng không? Mình chỉnh sửa một số cái một cái số là cái subassembly này thôi. Mình chỉ muốn chỉnh sửa thằng này thôi. Thay vì chúng ta mở một cái bản vẽ lớn lên để view này, nhưng mà bây giờ chúng ta có một chút chỉnh sửa đây. Thì bây giờ mình sẽ là mở cái subassembly đó mở lên với chế độ là resolve này được ha. Mình có thể mở lên để mình chỉnh sửa mô hình. Đây. Thì sau khi mà mình chọn chế độ là Lagi Design View ở đây thì nó sẽ đưa về chúng ta cái dạng là bình thường. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh sửa và make các cái đối tượng này lại với nhau. Được chưa? Thế dễ dàng. Rồi. Đó là những cái tính năng mới ở trong cái phiên bản Sunwork 2022 về chế độ là assembly, là trong về môi trường assembly ha, giúp cho chúng ta có thể mở những bản vẽ lớn một cách nhanh chóng và đơn giản. Rồi, tiếp theo một cái điều ở đây mình muốn nói cho các bạn nữa thì đối với các bạn mà thường xuyên làm việc với cái dạng là dạng khuôn hoặc là routing đường ống thì các bạn sẽ thường là hay tạo các cái hệ tọa độ đúng không ạ? Chúng ta thường hay tạo các hệ tọa độ. Rồi thì trong Sunwork 2022 hệ tọa độ bây giờ nó đã cập nhật cho chúng ta những cái tính năng gì, những cái sự thay đổi mới gì ha. Giờ ở đây thì mình sẽ sổ ra này. Đây thì mình sẽ chọn đó là hệ tọa độ ha, mình chọn vào cái tính năng hệ tọa độ này. Giờ đây thì các bạn sẽ thấy là Sunwork 2022 đã cho phép chúng ta đã cập nhật thêm cho chúng ta một cái tính năng mới ở đây ha. Giờ đây Sunwork 2022 đã cho phép các bạn có thể là tạo cái hệ tọa độ này bằng cách là nhập các cái thông số vào đây. Nhập các cái thông số. Ví dụ ở đây thì mình sẽ nhập cái thông số là 467 này, 467 này. Bây giờ mình sẽ nhập cái thông số để cho nó đưa về cái góc tọa độ nằm ở cái vị trí này ha. Mình sẽ nhập ở đây và trừ 420. Ví dụ những cái thông số này thì các bạn đã biết sẵn trước rồi và bây giờ các bạn sẽ là gán về đây ha. Thì ngay lập tức ở trên này cái hệ tọa độ thì nó sẽ nhảy về đây. Mình sẽ bật cái mắt lên hệ tọa độ lên ha. Đây đây ha. Rồi thì trước đây các cái phiên bản 2021 trở về trước thì nó chỉ cho phép các bạn là
là tạo các cái hệ tọa độ mà dựa trên các cái tham chiếu có sẵn ở trên cái mô hình luôn ha. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào cái cạnh hoặc cái góc ở trên này, đúng chưa? Bây giờ đây chúng ta có thể nhập các cái thông số ở trên này. À, bây giờ chúng ta có thể nhập các thông số ở trên này luôn. Ở đây thì mình sẽ bấm vào đây là -400 -467 ha, thì nó sẽ nhảy về đây ha. Rồi tiếp theo, không những vậy thì chúng ta ở số quốc 2022 nó còn cho phép chúng ta có thể xoay các cái trục tọa độ ở đây. Các bạn sẽ nhập các cái thông số này vào ha. Một điểm mới ở trong số quốc 2022 vì cái dạng là hệ tọa độ này là phần mềm cho phép chúng ta nhập các cái thông số trực tiếp vào các cái trục x, y, z ở trên này hoặc là trục xoay x, y, z dưới này ha. Rồi ok, như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái tip, những cái thủ thuật mới ở trong số quốc 2022. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn có thể giải quyết các công việc của các bạn một cách nhanh chóng và đơn giản. Nếu như bạn đang xem video của mình, thấy video hay thì đừng quên là bấm đăng ký kênh, đúng không ạ? Các bạn đừng quên là đăng ký kênh và bấm nút chuông ha. Các bạn bấm vào chuông và chọn tất cả cho mình ha. Subscribe kênh và bấm vào chuông chọn tất cả để theo dõi những video mà mình ra sắp tới ha. Rồi, ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.